Bữa nay là ngày Thái Lan New Year đó, mọi người đến đốt nhang và cầu bình an cái ngày Tết nè các anh chị em. Mình đốt ở bên ngoài chứ còn bên trong thì mình để lại Phật. Đây là tượng Phật bằng vàng, mình mua miếng giấy thì ở trong miếng giấy có dát vàng ở trong miếng giấy, rồi mình đem tới đây mình dán lên hình tượng Phật, mình dán ở đâu cũng được hết trơn á. Các bạn thấy là mọi người dán tượng Phật vàng tươi hết trơn rồi. Và dán xong rồi mình cúng bông hoa lên Phật. Tết của Thái Lan á, mọi người ca hát nhảy múa rất là vui luôn. Hát những bản nhạc nghe hay lắm nhưng mà không có hiểu được cái môn ngôn ngữ á. Khi mà mình đứng sát bên á thì cái phong tục là người ta sẽ chét cái phấn lên mặt của mình và chúc mừng năm mới cho mình được may mắn á các bạn. Các bạn thấy nhảy múa rất là hay luôn ha. Hello, em xin chào tất cả các bạn. Bữa nay thì em đi chùa lại Phật và cũng sẵn dịp là Thái Lan New Year. 2 năm rồi đó không có được tổ chức bởi vì bệnh Covid đó. Năm nay thì bệnh cũng ổn rồi thì chùa tổ chức Thái Lan New Year trở lại nè các anh chị em. Bây giờ thì em sẽ đi vào lại Phật trước và sau đó em đi vòng vòng quay cho các bạn tham quan để các bạn biết là ở nước Anh chùa Thái Lan tổ chức Tết như thế nào nha. Ngôi chùa Thái Lan á, thì vòng vòng bên ngoài á, rất là rộng lớn luôn, mà chùa đó thì bên trong á không có được lớn lắm nên mình phải chờ một số người họ cúng lại xong xuôi á, họ ra xong rồi mình mới đi vào. Đang đứng sắp hàng là các bạn, em đã vào được bên trong. Các bạn thấy mấy chị đó ghi tên á, thì người nhà mình có ai mất á thì mình ghi tên và mình để vào cái thùng đó đó, rồi thầy tụng kinh cho những người chết. Đứng ngồi sắp hàng á các bạn, để đến thầy á, rồi thầy cho mình cái cọng dây để đeo may mắn nè. Các bạn thấy bên trong không có lớn cho lắm ha. Cúng vào lại Phật rồi xong xuôi rồi, bây giờ đứng đây khách hàng để mình vào bên trong á, mình mua đồ ăn nè các bạn. Đây là mấy chị đứng nấu và bán nơi đây nè. Đây là trà sữa của Thái nè các bạn. Thấy cũng hấp dẫn quá à, em cũng đang đứng sắp hàng để mình mua. 3 đồng cho một ly á các bạn. Nó không có cái dân châu, nó có trà sữa với lại nước đá không à. Nó không có mấy cái cục tròn tròn á. Bữa nay có bán thêm quần áo nữa. Mọi người đi đến đây để chơi Tết á, rất là đông luôn á các bạn. Rồi cũng có mua bán ở trong đây những cái đồ lưu niệm á cho ngày Tết.
Như mình đến đây á, thì gì đó sẽ đưa cho mình ly nước và mình chế lên hình tượng Phật á. Đó, mình chế lên như vậy á các bạn. Bạn biết người ta đứng đó đó là xếp hàng để mua đồ ăn đó. Hồi nãy em cũng đứng xếp hàng quá trời lâu luôn thì em mới mua được đồ ăn á. Ở trong trong chùa các bạn rất là đông luôn. Rồi đông quá đó thì mình ở ngoài đây mình lại đứng ở đây lại đốt nhang cũng được nữa. Hai năm rồi đó thì bệnh Covid á, không có làm việc cho Tết được đó. Thì năm nay thì mới tổ chức mà các bạn. Giống như bên Việt Nam của mình Tết là ăn chơi thôi. Vui quá ha. Thank you.
bữa nay gia đình em đi chùa lại Phật á, thì cũng gặp quá trời người Việt Nam đến đây để lại Phật nè các bạn. Nhưng đứng nói chuyện thôi chứ không có dám quay, bởi vì mình mới gặp người ta đó, mình nói chuyện rồi mình quay ngại lắm luôn. Cũng lần đầu tiên á, đi chùa và gặp được nhiều người Việt luôn á các anh chị em. Chứ thường thì những cái ngày mà không có lễ á, thì người Thái Lan họ đi chùa không à, chứ không có người Việt của mình. Bữa nay bởi vì ngày Tết á, người lễ lớn, nên người Việt Nam của mình á, đến đây để lại Phật. Người Tây cũng đi nhiều lắm luôn á. Em thấy người Tây cũng giàu lại Phật nữa. Ở đây á, là chùa Wimbledon, chùa tổ chức 3 ngày liên tiếp luôn, 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Giống Việt Nam của mình á, 3 ngày Tết ha các anh chị em. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 là mình cứ là ăn chơi thôi. Còn mấy ngày kia thì cứ làm tiếp tục nữa ha. Thì Thái Lan cũng 3 ngày liên tiếp như vậy nè. Đi đến chùa em thấy Tết Thái Lan á, cũng có nhiều phong tục khác nhau lắm á các anh chị em. Cũng không có thấy là giống của Việt Nam của mình, thì giống là đi chùa lại Phật á. Còn những cái phong tục khác nhau á, thì em thấy là không có giống. Như là mình đến đây á, thì mình đốt nhang ở ngoài trời, chứ còn ở trong chùa thì chỉ là lại Phật với cúng bông hoa thôi, chứ mình không có đốt nhang ở trong chùa các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ส่งตลอดส่งไปไล่กลุ่มTết của Thái Lan á, ngay cái mùa xuân trong chùa bông hoa nở quá trời nở luôn á các anh chị em, bông đẹp không à. Các bạn thấy bây giờ mọi người cúng lại đồ xong xuôi hết rồi, ăn uống đồ xong á, bây giờ ai cũng ngồi thư giãn á, rồi chơi tới chiều luôn. Em thì cũng đi vòng vòng quay cho các bạn xem xong thì em cũng ngồi chơi và mình xem cái phong tục của Thái Lan Tết là như thế nào vậy đó các anh chị em. Cũng đi vòng vòng mình tham quan. Bữa nay thì cũng một ngày em đi chùa và cũng sẵn dịp và Tết Thái Lan á, em quay cho các anh chị em xem những ngày Tết này để các bạn biết thêm về phong tục Tết của Thái Lan ha. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.